Bây giờ chỉ thứ nhất là tôi đọc thể thao văn hóa không phải bây giờ, mà tôi đọc thể thao văn hóa từ rất nhiều năm trước, khi thể thao văn hóa còn là cái khổ in cũ. Thể thao văn hóa đối với tôi, khi mà tôi là người mới lớn, mới bắt đầu biết về thể thao, thì tôi đã quan tâm đến cái thể thao văn hóa, và tôi cũng là có cái nhìn nhận, đánh giá của bản thân tôi ngoài bút của phóng viên Vi Vũ. Ở đây tôi không tiện nói thêm, nhưng mà tôi chỉ nói ngắn gọn thế này thôi. Thông tin các bài viết tôi đều lưu đủ, đọc kỹ, và tôi biết các anh viết sai cái gì, viết đúng cái gì. Nhưng mặc dù hội đồng quản trị công ty VPS hay bản thân anh Tiến Anh yêu cầu tôi nhiều lần còn cần có ý kiến về các nội dung thể thao văn hóa đã đăng sai sự thật, nhưng mà tôi cho rằng cái việc đó không phải là vấn đề trọng yếu, mà tôi cho rằng kiến thức của phóng viên chưa đầy đủ, thiếu hiểu biết, nên là có những sai số nghề nghiệp. Và đối với cá nhân tôi, ở đây tôi không chỉ trích anh Y Vũ đây, vì được ra tuổi tác đối với tôi còn là rất ít, ngoài bút anh viết cũng mới, đúng không? Nên tôi chưa có cái buổi làm việc đó. Chứ còn là nếu mà gọi là vấn đề cá nhân thì anh yên tâm là nếu cần có ý kiến với lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, với tổng biên tập báo thể thao văn hóa, thì bất kể lúc nào tôi cũng có thể làm việc đó. Nhưng mà như tôi đã nói là tôi mong muốn rằng thể thao văn hóa cũng như các bạn phóng viên giúp chúng tôi tuyên truyền về giải đấu một cách tốt hơn, không đặt vấn đề cá nhân ra để giải quyết. Chứ còn nếu anh nói là chúng tôi làm gì cho bóng đá Việt Nam, thì chúng tôi đã, đang và sẽ làm. Tôi nói một cái ví dụ thôi. Trong các báo in có hai tờ báo là Thể thao Sài Gòn, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Về Thể thao Ngày Nay. Hai tờ báo trước đây là những tờ báo rất lớn, số lượng viết, số lượng người xem rất đông. Bản thân tôi cũng là người thường xuyên đọc, nhưng gần đây gần như không có số lượng phát hành. Tôi đã từng gặp tổng biên tập hai tờ báo này, nói là làm thế nào để khôi phục được hai tờ báo này, làm sao làm cho hai tờ báo này không phải đóng cửa. Hôm nay có anh Huy ở đây mà tổng biên tập Ngày Nay. Tôi gặp chị Hồng khi đến gặp tôi, tôi bảo tôi đồng ý sẽ hỗ trợ hai tờ báo này duy trì trong giai đoạn khó khăn và tìm cách để có thể khôi phục được. Tôi cũng sẽ nói luôn là Ngân hàng Á Châu hỗ trợ hai tờ báo này mỗi tờ báo 2 tỷ bằng hình thức quảng cáo để mà có thể duy trì hoạt động được hai tờ báo này trong thời gian tới. Mà tôi nghĩ rằng thể thao văn hóa không cẩn thận đến một ngày nào đấy lại phải gõ cửa tôi, thì lúc ấy không biết vấn đề sẽ như thế nào. Ở đây ấy, thì tôi phải nói đây, tôi không đặt vấn đề cá nhân, vì cho rằng tôi đã nói rồi, uy tín của tôi là cho quá trình lao động làm việc của tôi 30 năm qua, chứ không phải là 5 tháng vừa rồi của VPF, nên tôi không đặt nặng vấn đề đó. Nên anh chị vẫn có thể viết, nhưng cái mong muốn của tôi ở đây là không đặt cá nhân. Nên là tôi cho rằng là đối với thể thao văn hóa, tôi có sự tôn trọng nhất định những cái gì mà trước đây thể thao văn hóa đã làm cho thể thao Việt Nam. Tôi nhớ những bài đầu tiên khi tôi đọc viết về Euro, khi tôi mới ở nước ngoài về, tôi đọc viết về giải vô địch thế giới. Gần như thể thao văn hóa với cương vị là một đơn vị được nhận thông tin nhanh nhất từ Thông tấn xã Việt Nam, đã truyền tải kịp thời thông tin đến bạn đọc. Nhưng mà đến ngày hôm nay tôi vẫn đọc thể thao văn hóa. Đấy, nên ở đây thì bạn phóng viên có thể yên tâm là tôi không định truy cứu trách nhiệm cá nhân của phóng viên, vì bạn còn rất trẻ. Nhưng mà tôi nhớ rất rõ bạn đã viết gì về tôi. Và tôi nói thật, tôi đã nói rất nhiều với anh em cũng như là làm với tôi có trí nhớ rất tốt và thù rất dai. Rồi, chắc kết thúc.